Express Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào mừng quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại chương trình Bạn Nhạc Việt. Thưa quý vị, vẫn trong phần vượt tường, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi của ban nhạc 18B. Xin chào tất cả các bạn, chúng mình là 18B. Mình là Tuấn Bonny, leader của team, và mình là chơi guitar luôn ở trong band luôn. Đây là anh Tú Phạm, là drummer của band. Đây là anh Vũ Hoàng, guitarist. Đây là vocal Như Khôi Nguyên. Và đây là anh Bùi Hương Phi Bảo, basic của band. Để chuẩn bị cho cái buổi diễn ngày hôm nay thì band tụi mình cũng tập luyện với nhau rất là nhiều. Và mọi người cũng sắp xếp thời gian bỏ công việc này nọ kia để tập trung tuyệt đối vào chương trình này. Về bài diễn của hôm nay thì tụi mình sẽ cover một bài nhạc của Stevie Wonder là bài Superstition. Cái bài nhạc này thì tụi mình thấy là mọi người chơi với nhau rất là hòa hợp, rất là vui. Trong lúc tập band thì mỗi người đều có mỗi cái ý kiến khác nhau. Và khi tập thì tụi mình cũng có tranh cãi một vài chỗ. Thì cái điều quan trọng ở một band nhạc là khi mà mình chơi với nhau thì mình tôn trọng ý kiến của nhau. Và mình biết hòa hợp lại, từng ý kiến mình hòa hợp lại để mình làm nên một cái sản phẩm, làm nên một cái bài hát mà tụi mình bỏ tâm huyết vào. Thì những cái yếu tố đó sẽ cấu thành một band nhạc anh em chơi với nhau được lâu dài. Very superstitious. The land is found to fall. Sitting on the baby, rock the little glass. 7 years of living, it's been in your past. Yeah. Wouldn't you believe this day? Don't let it stay to make you suffer. Superstition had a way. We'll be right back.
you believe in faith, just don't understand, make you suffer. One more time, when you believe in faith, just don't understand, make you suffer. Superstition and the way. Chúc mừng 18 ơi, hai mùa tham gia chương trình Ban Nhạc Việt. Bây giờ tôi đã phát hiện ra một ban nhạc rock chơi hay là như thế nào. Hay quá, hay quá, hay quá. Rất là hay, rất là hay. Vâng. Hay ở chỗ đây là một ban nhạc không chơi nhạc rock. À, không chơi nhạc rock. Không phải à? Thế đây là nhạc gì? Đây là nhạc gì? Đây là funky. Bây giờ tôi đã hiểu, ban nhạc chơi hay là một ban nhạc mà bốn huấn luyện viên đều gạn cần tiến lên. Đơn giản có vậy thôi. Chuẩn luôn. Chuẩn chưa? Quá chuẩn. Thế tôi sao phải nghĩ? Tôi rất là thích các bản phối của bạn. Bởi vì tôi cũng là một big fan của Stevie Wonder. Cái gắn kết của bạn rất là chặt. Mặc dù tôi nghĩ rằng là chưa chắc là từng thành viên một là một cái cao thủ về mặt chơi nhạc, nhưng mà các bạn, cái gắn kết của các bạn lại với nhau rất là chính tốt. Chị nói đúng á. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác một chuyên gia về âm nhạc, phân tích về âm nhạc mà lại đúng như thế. Và thật ra tôi đang muốn nói rằng là có rất nhiều các ban nhạc ở trong những cái tập trước, chúng tôi vẫn hay nói trong cái việc là làm như thế nào một ban nhạc để ăn xong, để phối hợp với nhau mà gắn kết. Ban của các bạn là một ví dụ rất là điển hình là như thế, được gọi là gắn kết. Tất cả mọi thứ nó vừa phải, chơi vừa sức, chặt chẽ với nhau và mang tính hiệu quả cao. Và tôi chúc mừng các bạn đã vào vòng trong. Xin cảm ơn. Các bạn ngay từ khi thành lập ban nhạc, các bạn chơi nhạc funky luôn hay là qua nhiều cái thử khác nhau và cuối cùng là funky là thứ nhạc mà các bạn thích? Tụi em cũng trải qua rất là nhiều dòng nhạc khác nhau rồi. Thì cái điểm đến cuối cùng của mọi người là cảm nhận thấy funky làm cho mình vui nhộn và nó đúng cái chất tươi trẻ của tụi em. Cho nên tụi em quyết định là sẽ sử dụng chất liệu nhạc funky để đến với cuộc thi này. Cô Mỹ Linh mà cô nghe đến funky là cô hỏi tới là vậy. Bởi vì là cô là một người rất là yêu funk. Hỏi gì? Nãy năn nỉ muốn chết luôn. Chạy qua kéo cần lên. Keep me in the day. Keep me going strong. You don't wanna say it. À, không phải chúng tôi đang bàn nhau để cô lập chị. À, nhớ nha. Chúng tôi đang bàn nhau để cô lập chị. Vậy sao nãy ba đứa đứng lên luôn đi, để mình tôi lên. Để ban nhạc đi về. Tức là tại vì là chúng tôi đang muốn thử xem phản xạ của họ độ lì đến đâu. Khi mà cái cánh cửa đã đóng vào gần đến nơi rồi mà mọi người vẫn chưa lên. Ở đây ba người là ra hiểu với nhau rồi mà không ai ngờ đến cái chiêu của bà Uyên. Bà ghê quá, bỏ qua bà bấm bàn của người ta luôn. Nó bị hoảng, tôi nói mấy người này hôm nay sao thế? Lỗ tai bị đứt đặt hay sao hả? Không ai bấm lên hết. Ở đây tôi ra hiểu. Không, không, không. Nhớ nha, bà Linh nha. Chị nha. Chị Uyên đang muốn hỏi chị là vì sao chị bấm rất là sớm. Khi mới hát đâu có một vài chữ. Có phải nhà của chị thích đâu. Ê, nhạc gì? Có phải nhạc của chị danh đâu. Ê. Thôi ê, hai cái là anh đã hiểu rồi, được rồi. Chị đồng ý với anh chị. Tại vì funky nó có cái ru mà tụi em vừa đánh vô cái là nó chặt như vậy nè. Thường thường là các ban nhạc trước kia bị chê tại sao nó không mang sam. Tại vì nhiều khi nó chỉ chệch ra chút xíu thôi. Để làm cho thấy nè, một chút xíu nào, mỗi cái nó so le chút xíu thành là ban nhạc nó không đều. Mà chính là tụi em có lẽ là tập rất kỹ để mà có sự ăn xăm như vậy. Tôi chỉ chờ đợi cái vocal cất lên để xem giọng hát bạn như thế nào. Bạn cất lên tôi thấy là các bạn hoàn toàn hoàn hảo. Hoàn toàn hoàn hảo để mà xứng đáng bước vào vòng trong. Các anh các chị đã gạt cần để phi thuyền tiến dần đến đây.
mặt ai cũng đầy lo lắng. Các bạn biết vì sao không? Đơn giản là bởi vì nếu như các bạn về bất kỳ một trong số các huấn luyện viên ở đây thì đều là một trở ngại lớn cho những người còn lại. Đó là cũng là lý do mà từ nãy giờ tôi không nói được gì á. Tôi đang rất là hồi hộp, lo sợ. Đây cũng là một cái điểm mà các bạn cũng nên cân nhắc. Tại vì đội của tôi thì hiện tại chưa có cái chất mạnh như vậy, mà bên kia thì có nhiều người mạnh lắm. Tôi thì lại cũng đồng ý với anh Hải Phong là anh ấy thì chưa có đội mạnh. Nhưng mà thường là ở Việt Nam mình cứ nhắc đến Funky là phải nhắc đến chồng tôi rồi. Bố mẹ em là Sài Gòn hay là Hà Nội? lại bài toán địa lý áp dụng từ năm trước đến năm nay. Ấy thế mà vẫn hiệu quả nha. Cái chiêu có hiệu quả mình phải xài chứ quá. Không mà chúng ta không chia tất cả là Việt Nam hết á. Nhưng mà dù sao thì ở gần thì tập cũng dễ hơn các bạn. Phải gặp nhau, chúng ta cùng làm việc, cùng dựng bài để cùng chiến thắng, đúng không? Đúng, anh nói em nghe. Em biết không, có nhiều bạn hay lắm. Power of Power nè, anh có đĩa ở nhà. Chaco, anh có nguyên một bộ Chaco ở nhà nữa. Alan Karen, anh có nguyên bộ đó luôn. Tôi nói thật, bây giờ người ta cũng còn chẳng nghe đĩa nữa. Cứ stream nhạc ở trên Internet thôi. Không, anh cứ nói thế thôi, rồi còn cái việc đó bạn suy nghĩ. Họp đi Tuấn, họp, Hoàng, họp. Ở bên kia thì có nhiều người mạnh lắm. Đây cũng là một cái điểm mà các bạn cũng nên cân nhắc. Tại vì đội của tôi thì hiện tại chưa có cái chất mạnh như vậy. Thường là ở Việt Nam mình cứ nhắc đến Funky là nhắc đến chồng tôi rồi. Chúng ta cùng làm việc, cùng dựng bài để cùng chiến thắng. Power of Power nè, anh có đĩa ở nhà. Chaco, anh có nguyên một bộ Chaco ở nhà nữa. Alan Karen, anh có nguyên bộ đó luôn. Dạ, sau khi họp bên thì các thành viên trong bên xin được về với đội của huấn luyện viên Phương Nguyên. Tôi không biết nhưng mà rõ ràng hôm nay là đi ra khỏi nhà là Phương Uyên phong thủy rất tốt. Không thấy mặc đồ đen. Mặc đồ đen luôn. Đúng số. Vâng, thưa quý vị, chúng ta một lần nữa chúc mừng cho huấn luyện viên Phương Uyên. Chúc mừng cho huấn luyện viên Phương Uyên, điều đó có nghĩa là chúng ta tạm thời chia buồn với ba huấn luyện viên còn lại. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần vượt tường của ban nhạc tiếp theo. Bia Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng chương trình.